lũy tích đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hơn 310 ca mắc các bệnh tay chân miệng, thủy đậu, quai bị, sốt xuất huyết. Theo dự báo của ngành y tế, nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch thì nguy cơ bùng phát bệnh truyền nhiễm này trong thời gian tới là rất lớn, nhất là với bệnh sốt xuất huyết. Trong hơn 130 ca mắc bệnh truyền nhiễm ghi nhận trong 5 tháng đầu năm 2024, có 3 ca mắc bệnh tay chân miệng, 93 ca mắc bệnh thủy đậu, 11 ca mắc bệnh quai bị, 107 ca mắc sốt xuất huyết. So với cùng kỳ, bệnh quai bị tăng 80 ca, bệnh sốt xuất huyết tăng 74 ca. Theo dự báo của ngành y tế, Kon Tum đang mùa mưa là thời điểm nhiều vi sinh vật cũng như các tác nhân gây ra các bệnh truyền nhiễm phát triển mạnh mẽ. Do vậy, nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm rất lớn. Trước những dự báo ở trên như tôi đã báo cáo thì để chủ động phòng chống dịch bệnh nói chung và để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế đã tập trung vào một số cái giải pháp cụ thể như là theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thường xuyên phân tích, đánh giá cái dự báo tình hình dịch, cũng như là chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo công tác y tế với mọi tình huống có thể xảy ra. Thứ hai là rà soát, cập nhật, triển khai kịp thời các hướng dẫn chuyên môn về giám sát, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo cái chỉ đạo của Bộ Y tế phù hợp với thực tiễn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tăng cường gia quân tổng dọn vệ sinh môi trường để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm, trong đó tập trung diệt loang quang, diệt muỗi để ngăn ngừa bùng phát dịch sốt xuất huyết.